Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, bản tin hôm nay có nội dung nổi bật về Trung Quốc như sau. Vì sao Nga lại cự tuyệt mua tàu chiến Trung Quốc? Gần đây, truyền thông đưa tin rằng Hải quân Nga hiện tại vô cùng cần các tàu chiến cỡ lớn, nhưng bản thân công nghiệp hải quân của họ vẫn chưa được chấn hưng, cho nên mua tàu chiến từ các nước khác như Trung Quốc là một lựa chọn tốt nhất. Từ sau khi Liên Xô giải thể, thực lực hải quân Nga cũng bị suy yếu đáng kể. Tuy nước này tiếp nhận đại bộ phận tàu chiến của Liên Xô, nhưng theo đổi thay của thời gian, rất nhiều tàu chiến không thể không đối mặt với vấn đề loại biên. Nếu các tàu này loại biên thì đặt ra một vấn đề rất hiện thực cho Nga là dùng tàu chiến nào để thay thế chúng. Để giải quyết việc này, Nga có hai lựa chọn là tự làm hoặc đi mua. Đối với Nga mà nói, mua tàu chiến cũng không phải hiện thực bởi vì trên toàn thế giới, các nước có thể cung cấp tàu chiến lớn rất ít. Hơn nữa, các nước có thể đáp ứng yêu cầu của Hải quân Nga lại càng ít hơn nữa. Cho dù Nga hy vọng nhập khẩu các tàu chiến từ các nước phương Tây, thì Mỹ cũng sẽ ngăn cản kế hoạch này. Còn Trung Quốc tuy cũng có tàu chiến tiên tiến, nhưng giúp cục trong thời gian dài, kỹ thuật quân sự của Trung Quốc là học hỏi từ Liên Xô. Hiện tại lại phải đi mua vũ khí của học trò, thì Nga tất nhiên là không còn mặt mũi nào thêm vào đó khả năng thực sự của tàu chiến trung quốc vẫn còn bỏ ngỏ trong thời liên xô nước này có hệ thống chế tạo tàu chiến hoàn thiện không những có thể đóng tàu tuần dương tàu khu trục mà đóng cả tàu sân bay cũng được tuy nhiên nga hiện nay đã không được như liên xô thời trước xét cho cùng thì công nghiệp đóng tàu liên xô phân bố ở các nước cộng hòa thành viên chỉ dựa vào sức một mình nga rất khó có thể phục hồi tổng thể không có yếu tố công nghệ này nga muốn đóng tàu chiến cỡ lớn thì còn khó hơn lên trời ngoài nguyên nhân công nghệ ra nga còn đối mặt với một khó khăn khác đó là tài chính đóng tàu khu trục cỡ lớn cần nguồn đầu tư rất lớn mà kinh tế nga hiện nay lại rất đáng ngại một tàu khu trục từ lúc thiết kế đến khi hình thành và cuối cùng sản xuất ra nguyên mẫu đầu tiên cần tiêu tốn hàng trăm triệu đô la mỹ đây là một khoản tiền lớn đối với nga như vậy có thể thấy, Nga khó có thể sở hữu thêm tàu khu trục cỡ lớn, một phần vì lý do công nghệ, phần khác vì lý do kinh tế. Nga cũng không thể mua tàu chiến từ phương Tây dưới áp lực của Mỹ và cũng cự tuyệt mua tàu chiến Trung Quốc. Trung Quốc bán đấu giá tên lửa online. Ngày 1 tháng 4, tên lửa có định danh KZ1A được mang ra đấu giá trên trang thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc. KZ1A được sản xuất bởi XP là công ty con của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Do tổ chức vào ngày 1 tháng 4, nhiều người cho rằng đây là trò đùa, song Ta Bao khẳng định cuộc đấu giá là thật. Buổi đấu giá được phát trực tiếp, chỉ trong 5 phút đã thu hút được hơn 800 người đặt mua với số tiền 500.000 nhân dân tệ, tức hơn 4.600 đô la Mỹ. Một người dùng dấu tên đã thắng cuộc đấu giá khi trả 40 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 5,6 triệu đô la Mỹ để mua chiếc tên lửa này được khuyến mãi dịch vụ sơn vỏ và quyền vận hành phòng điều khiển khi phóng tên lửa. KZ1A là loại tên lửa mang nhiên liệu rắn với giá thành rẻ, dùng để phóng các tiểu vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Thân tên lửa có đường kính 1,4 m, chiều dài 20,8 m với trọng lượng cất cánh 31 tấn, tải trọng 260 kg. Tập đoàn khoa học công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc dự kiến phóng KZ1A mang theo các vệ tinh vào cuối tháng tư này. Sự kiện phóng được tài trợ bởi hãng xe GAC của Trung Quốc với mục đích tri ân các nhân viên y tế tại thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây 3 tháng. Buổi đấu giá này được cho là một phần trong lĩnh vực thương mại không gian đang nở rộ tại Trung Quốc. Từ lâu, những sứ mệnh không gian của Trung Quốc gắn liền với các công ty nhà nước. Tuy nhiên, ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân về vũ trụ ra đời. Cuối năm 2018, hơn 100 công ty tư nhân Trung Quốc đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực này. Tháng 6 năm 2019, chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại không gian với sự trợ giúp của Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, Cục Phát triển Thiết bị Quân ủy Trung ương. Tên lửa KZ-1A đã được phóng 8 lần từ năm 2017. Hiện x đang phát triển tên lửa Kuaizhou 11 dự kiến phóng lần đầu vào nửa cuối năm nay với tải trọng khoảng 1.000 kg. Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại 2 lần trong chưa đầy 1 tháng. Trung Quốc tối ngày 9 tháng 4 phóng tên lửa đẩy Trường Trinh 3B mang theo vệ tinh liên lạc Nusantara 2 của Indonesia tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương, tỉnh Từ Xuyên. Tầng 1 và tầng 2 của tên lửa hoạt động bình thường, nhưng tầng thứ 3 gặp trục trặc, phá hủy luôn vệ tinh. Cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra sự cố này. Vệ tinh Nusantara 2 do công ty CGVKIC của Trung Quốc sản xuất cho Indonesia nhằm cung cấp dịch vụ phát sóng truyền hình và băng thông rộng. Thất bại ngày 9 tháng 4 của tên lửa Trường Trinh 3B có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch phóng vệ tinh kế tiếp cũng bằng chính loại tên lửa này trong năm 2020. Đây là lần thứ hai tên lửa đẩy Trường Trinh của Trung Quốc thất bại trong việc đưa vệ tinh vào quỹ đạo chỉ trong chưa đầy một tháng. Báo Trung Quốc chê Su-34 kém di 16 Trang mạng Sohu Trung Quốc gần đây có bài viết so sánh hai loại máy bay J-16 của không quân Trung Quốc và máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của không quân Nga. Đây thực sự là một điều kỳ lạ bởi Su-34, mặc dù được gọi là máy bay tiêm kích ném bom, nhưng về cơ bản nó được sử dụng với vai trò máy bay ném bom tiền tuyến. Có thể thấy rõ vai trò này của Su-34 tại Syria. Trong khi đó, J-16 của Trung Quốc là máy bay chiến đấu đa nhiệm. Nó thường được so sánh với các phiên bản hiện đại hóa của Su-30, chẳng hạn như Su-30 MKK hoặc Su-35. Mặc dù hiển nhiên nó không thể bằng Su-35 được. Tuy nhiên, tác giả bài viết trên Suhu lại quyết định đưa J-16 ra so sánh với Su-34. Theo tác giả này, nếu chúng ta so sánh hai mẫu máy bay trên ở cấu trúc thân máy bay, thông số động cơ, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí thì J16 có lợi thế hơn hẳn Su34. Bài viết cho biết thêm rằng, J16 được chế tạo dựa theo những ưu thế của tiêm kích thế hệ 5. Ngoài ra, ưu điểm của J16 được thể hiện ở bán kính tác chiến, tốc độ tối đa và khả năng cơ động. Khả năng cơ động của Su34 cũng cao nhưng chưa đủ để vượt trội J16 mặc dù trên thực tế là cả hai mẫu máy bay này đều được phát triển từ mẫu Su-27. Tác giả bài viết khẳng định, lợi thế duy nhất của Su-34 so với J-16 là kinh nghiệm chiến đấu. Báo Top War của Anh đã mỉa mai rằng, nếu theo lối suy nghĩ như vậy thì tác giả Trung Quốc nên nâng tầm thêm chút nữa, chẳng hạn như so sánh tiêm kích J-16 Trung Quốc với máy bay huấn luyện chiến đấu L-39. Top War châm biếm báo Sohu rằng, suy cho cùng cả hai đều có cánh. Trung Quốc hoàn tất đợt nghiên cứu Biển Đông đầu tiên năm 2020 Trong tháng 3 năm nay, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đã đưa tin Trung Quốc triển khai tàu nghiên cứu cùng một tàu lặn vào hôm 11 tháng 3 năm 2020. Theo đó, tàu nghiên cứu Tansuo-1 nhổ neo từ tỉnh Hải Nam trở theo tàu lặn dũng sĩ Biển Sâu cùng 60 nhà nghiên cứu sinh tiến hành việc đo thông số lấy mẫu sinh vật biển, mẫu địa chất và mẫu hải dương học ở Biển Đông. Tàu lặn dũng sĩ biển sâu có thể lặn sâu tới 4.500m và đã được tiến hành hoạt động khảo sát tương tự ở Biển Đông trong những năm gần đây. Mới đây, Trung Quốc thông tin rằng tàu Tansuo-1 đã trở về sau chuyến nghiên cứu khoa học biển đầu tiên năm 2020. Trong lần khảo sát này, Trung Quốc đã lần đầu tiên phát hiện hệ sinh thái kinh lạc, tức Wilfron. Đây là hệ sinh thái biển xuất hiện sau khi cá voi chết và chìm xuống. Theo giới khoa học Trung Quốc, phát hiện này có giá trị quan trọng trong việc nhận biết cơ chế duy trì sự sống ở biển sâu, góp phần vào việc bảo vệ và khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, dự án nghiên cứu biển sâu này được hỗ trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và được thực hiện với sự tham gia của các chuyên viên của viện này. Việc Trung Quốc triển khai tàu nghiên cứu cùng tàu lặn có người lái tới Biển Đông để tiến hành nghiên cứu khoa học ở vùng biển sâu có thể coi là sự khẳng định chủ quyền quá mức cũng như phô diễn sức mạnh hàng hải của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp này. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ có hành động ngăn chặn các quốc gia khác tiến hành nghiên cứu biển sâu trong vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực thềm lục địa của riêng họ. Phần Lan, Pakistan kêu ca về khẩu trang Trung Quốc Ngày 4 tháng 4, quan chức của Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan mở biên giới để cho phép các vật tư y tế do chính quyền khu tự trị Tân Cương quyền tặng nhập cảnh Pakistan. Các vật tư quyền tặng bao gồm 200.000 khẩu trang thông thường, 2.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ quần áo bảo hộ, 5 máy thở và 2.000 hộp dụng cụ xét nghiệm. Báo International Business Times cho biết rằng hàng viện trợ y tế chất lượng cao mà Trung Quốc tuyên bố lại là khẩu trang N95 làm bằng áo ngực phụ nữ một phát thành viên dẫn chương trình của kênh tin tức Pakistan khi đưa tin đã tức giận hét lên, Trung Quốc thực sự đã lừa dối chúng ta. Trang tin đa chiều ngày 9 tháng 4 dẫn nguồn tin của hãng tin Pháp AFP ngày 8 tháng 4, chính phủ Phần Lan cùng ngày cũng thừa nhận hơn 2 triệu khẩu trang phẫu thuật và bảo vệ được họ mua từ Trung Quốc không phù hợp để sử dụng trong các bệnh viện. Bộ trưởng Bộ Y tế và Xã hội Phần Lan, Anio Kaisa Pekonen, ngày 7 tháng 4 đã đăng một bức ảnh lên Twitter cho thấy, lô hàng đầu tiên của Phần Lan trong số 2 triệu khẩu trang dùng cho phẫu thuật và 230.000 khẩu trang bảo vệ được đặt mua từ Trung Quốc đã được máy bay của hãng hàng không Phần Lan Finnair trở về đến sân bay Helsinki và nói chúng sẽ được kiểm tra trước khi sử dụng. Tin cho biết, các quan chức Phần Lan ngày 8 tháng 4 đã phát hiện những chiếc khẩu trang này không đáp ứng được các tiêu chuẩn sử dụng để phòng ngừa virus corona mới trong điều kiện điều trị y tế. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.